Lo hương vừa nhiên nhúc mơ phàm giới đã đường sống hay các phận trong hải hội đều tái theo chỗ cánh mây lành lòng thành mới ân cần các phận hiền toàn thân nam mô hương vân cái bồ tát Nam mô Ứng Vân Cái Bồ Tát Mai Hải Tạng. Chân ngôn tình phàm giới an làm 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 chân ngôn tình khổ niệm tu lệ dưới cơ thọ tam độ ai nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề hạnh mộng bao thân này sẵn qua cõi cực lạc nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca Phật này nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp vi diệu rất sâu vô lượng trăm nghìn muôn ứng kim
sao muôn lời thành bài cuốn ngay rộng chứ đừng vô biên màu hòa trong cổ nước cam lô rèn nhuận trong miệng chân đề hồ nhóm bên trong ngọng trắng tuôn xa lời trên lưỡi sen hồng phóng dầu cho tàu tối hơn núi cả chẳng nhộng diệu pháp vài ba hàng nam mô phạm hoa hồi thượng phần bồ tát nam mô pháp hoa hồi thượng phần bồ tát nam mô pháp hoa hồi thượng phần một muôn hai nghìn người câu hồi các vị đó đều là bần a la căn lầu đã em không còn phiền não biến lời mình đã xong dứt sự ràng rịch trong các cõi tâm đường tự tại tên của các vị đó là chẳng như ma ca diếp ưu lầu tầng loa ca diếp già gia ca diếp na đề ca diếp xá lời phấn đài mùng kiền liên ma ca chiến viên a nô lâu đà kiếp thân na kiều phám ba đề lý bà đa tất lắng bà ta bạn tố la ma có ý la na đà tôn đà la nan đà phú lâu na di đà la ni tử tu bồ đề a nan la hầu la vân vân đó là những vị đại a la hàng tri thức của chúng lại có bần hữu hồng và vô hồng hai nghìn người bà tỳ kheo ni ma ba xà ba đề cùng với khuyên thua sáu nghìn người câu hỏi mẹ của la hầu la là bà tỳ kheo ni gia du đà la cùng với khuyên thua câu hỏi bừng đại bồ tát tám muôn người đều không thôi chuyên ở nơi đạo vô thượng chân đẳng chân giác đều chứng được pháp đà la ni nhạo thuyết biện tài chuyên nói pháp luân bận thôi truyền trần cung dường vô lượng trăm nghìn chư phân ở các nơi đứng phân trồng các cội công đức thương đưa các phận khen người dùng đứng từ để tu thân kéo chân trí tuệ của phận thông đà đại trí đến nơi bờ kia danh đoàn ca vô lượng thế giới có thể đồ vô số trăm nghìn chúng sanh tên của các vị đó là văn thù sư lời bồ tát quán thế âm bồ tát đất đại thế bồ tát thường tinh tăng bồ tát bấn ngưu bồ tát bưu sương bồ tát dược vương bồ tát giọng thi bồ tát bửu nguyệt bồ tát nguyệt quang bồ tát mãn nguyệt bồ tát đại lần bồ tát vô lượng lực bồ tát
Địa Tạng Giới Bồ Tát Ba Đà Bà La Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát Bưu Tích Bồ Tát Đạo Sư Bồ Tát Vân Vân Ca Sĩ Đại Bồ Tát Như Thế Tam Muôn Người Câu Hồi. Lúc bây giờ Tinh Đề Hoàng Nhớ Cùng Quyên Thuộc Hai Muôn Vị Thiên Tử Câu Hồi Lại Có Minh Nguyệt Thiên Tử Phố Hương Thiên Tử Bửu Quang Thiên Tử Bốn Vị Đại Thiên Vương Cùng Với Quyên Thuộc Một Muôn Thiên Tử Câu Hồi. Tự Tại Thiên Tử Đại Tự Tại Thiên Tử cùng với Quyên Thuộc Ma Vàng Thiên Tử Câu Hồi. Chú Coi Ta Bà Phạm Thiên Vương Thi Thi Đại Phạm Quang Minh Đại Phạm Vân Vân cùng với Quyên Thuộc Một Muôn Hai Nghìn Vị Thiên Tử Câu Hồi. Có Tám Vị Long Vương Nàng Đà Long Vương Bạc Đặng Đà Long Vương Khá Già La Long Vương Hòa Tô Các Long Vương Đức Xoa Ca Long Vương A Na Bà Đạt Ma Long Vương Ma Na Tư Long Vương Ưu Bán La Long Vương Vân Vân. Đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hỏi. Có bốn vị Cẩn Na La Vương Pháp Cẩn Na La Vương Diệu Pháp Cẩn Na La Vương Đại Pháp Cẩn Na La Vương Trì Pháp Cẩn Na La Vương. Đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hỏi. Có bốn vị Càn Khác Ba Vương Nhà Càn Khác Ba Vương Nhà Âm Càn Khác Ba Vương Mỹ Càn Khác Ba Vương Mỹ Âm Càn Khác Ba Vương. Đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thua câu hồi. Có bốn vị A Tu La Vương Bà Trị A Tu La Vương Già La Kiên Đa A Tu La Vương Tỳ Ma Chân Đa La A Tu La Vương La Hầu A Tu La Vương. Đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thua câu hội. Có bốn vị Ca Lâu La Vương Đại Uy Đức Ca Lâu La Vương Đại Thân Cả chúng đều lễ chân Phật lui ngồi một phía luôn. Bây giờ đừng Thế Tôn hàng tư chúng vây quanh cúng dường cùng kính ngợi khen tôn trọng vì các vị Bồ Tát mà nói kinh Đại Thừa tên là Vô Lượng Nghĩa Giao Bồ Tát Pháp và Phần Sơ Hồ Niệm. Nói kinh này xong Đức Phật ngồi xếp bằng nhắm vào chánh định Vô Lượng Nghĩa Xứ. Thân và tâm của Phật đều không lại động. Khi đó trời mưa hoa Mạng Đà La Hoa Má Mạng Đà La Hoa Mạng Thù Sáng Hoa Má Mạng Thù Sáng Đề Đại Trên Đức Phật cùng cõi phần sáu điều vang động lung. Bây giờ trong chúng hồi cả hàng tỳ kheo tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ trời trồng gia thoáng ngàn tháng bà A Tu La Ca Lô La Cẩn Na La Ma Hầu La Già Nhân Phi Nhân và các vị tiểu vương cùng truyền
đại chúng ấy đều được thấy việc chưa từng có vui mừng chắp tay môn lòng nhìn Phật. Bây giờ đứng Phật thờ nơi tướng lông trắng giữa chẳng mày phóng ra luôn hào quang chiếu cắm ca mồ muôn tám nghìn nơi cơ phương đông dưới thời chiếu đến địa ngục a tỳ trên chúa khấu trời sáng cứu cánh chúng ở cõi này đều thấy cả sáu loài chúng sanh. Ở các cõi kia lại thấy ca đơn Phật hiện tại nơi các cõi kia và nghe kinh pháp của các đấng Phật ấy nói cùng thấy nơi các cõi kia các hàng tỳ kheo ni cần sử nam cần sử nữ những người tu hành đắc đạo. Lại thấy các vị đại Bồ Tát dùng các món nhân duyên các lòng tin giải các loài tướng mạo mà tu hành đạo Bồ Tát. Lại thấy các đấng Phật nhập niết bàn. Lại thấy sau khi các đấng Phật nhập niết bàn đem ra lời của Phật mà dẫn ta bằng bãi bao khi ấy ngài Di Lặc Bồ Tát nghĩ rằng hôm nay Đức Thế Tôn hiện thần biến tướng vì nhân duyên gì mà có điềm lành này nay Đức Phật đứng nhập chánh định. Việc biến hiện như không thể nghĩ bàn này nên nói ai ai đám nữa ngài lại nghĩ ông phá phương tử văn thù sư lợi này đã từng gần gũi cung vàng vô lượng ca đức phần đời qua cứ chắc đã thấy tướng hiểu này. Ta này nên nói ông lùng đô an kỳ kéo tề kéo ni cần sở nam cần sở nữ và cán trời rồng quỷ thần vân vân đều nghĩ rằng tướng thần không sáng chói của Đức Phật hiền đây nay nên hỏi ai bây giờ ngài Di Lặc Bồ Tát muốn giải quyết chỗ nghi của mình. Ngài lại xếp tam niệm của bốn chúng tỳ kheo ni cần sử nam cần sử nữ và của ca chúng hỏi trời rồng quỷ thần vân vân mà hỏi văn thù sư lại rằng vì nhân duyên gì mà có tướng lãnh thần thông này. Phật phong ánh sáng lớn soi khắp mồ muôn tám nghìn cõi ở phương đông đều thấy cõi nước ca nghiêm của ca đứng Phật khi đó ngài Di Lặc muốn nói lại nghĩa trên dùng kệ hỏi rằng ngài văn thù chư lời đức đạo sư cơ chi. Lông trăng giữa chàng mài phong ánh sáng cắm soi trời mưa hoa mang đà cùng hoa mang thù xa gió thơm mùi chiến đàn vui đẹp lòng đại chúng vì nhân duyên như vậy cõi đất đều nghiêm tình. Mà trong thế giới này sao điều văn động lên bấy giờ bốn bộ chúng thay đều rất vui mừng thân cùng ý thơ tới được việc chưa từng có ánh sáng giữa chẳng mài soi suốt thẳng phương đông. Một muôn tám nghìn cõi đều ánh như sân vàng từ địa ngục ngã tỳ trên đến trời ưu đành trong các thế giới đó cả sáu đạo chúng sanh sống chết của kia đến niềm duyên lành cùng giữ thủ bao có con sông. Tại đây đều thấy đó lại thấy các đứng phần đăng thân
phàm âm thâm nhiều phiên người đều ưa nghe các phân ở cõi mình mà giảng nói chính là phàm dụng nhiều món nhân duyên cùng vô lượng tỷ dù để soi rõ phần pháp mà khai ngộ chúng sanh. Nếu có người bị khổ nhàm lìa và bệnh chết phân về nói niết bàn để dứt các ngàn khổ, nếu là người có phước đã từng cúng dường Phật chỉ cầu pháp thù thắng về nói hành duyên gian. Nếu lại có phần tử tu tập các công hạnh để cầu tuệ vô thượng phần vì nói tình đạo ngài văn thù sơ lại tôi ở tại nơi đây thấy nghe giường ấy đó và nghiền ứng việc ta thấy rất là nhiều như thế. Này trẻ lượng nói ra tôi thấy ở cõi kia có hàng xa Bồ Tát dùng càng món nhân duyên mà cầu chứng phân đạo hoằng có vì bố thí vàng ba ngọc sang hố chân châu ngọc như ý ngọc xa cừ mã nào. Kim cương ta chân bao cùng tôi ta sẽ cổ kiểu can chừng cho bao vui vẻ đem bố thí hồi hướng về phần đạo nguyện được chứng thưa ấy bậc nhân của ba cõi cá phần hằng khen người hoặc có vị Bồ Tát. Xe tứ mà xe máu bao lớn che tạng đẹp trao chia dùng bồ thí lại thấy có bồ tát bồ thí cả vợ con thân thịt cùng tay chân để cầu vô thường đạo lại thấy có bồ tát đầu mất và thân thế đều ưa vui thí cho để cầu trí tuệ phần ngài văn thù sứ lại ta thấy ca quân vương qua đến cho của phần thưa hỏi đạo vô thường bèn bỏ nước vui về cung điện cả thân thiên cao trần rau lần tống mà mặn y pha phung hoàng lại thấy bồ tát mà hiện làm tỳ kheo một mình ở văn về ở vui tụng kinh điển cũng thấy có bồ tát giống mạnh và tinh tấn vào ở nơi thâm sơn suy xem mỗi phần đạo và thấy bậc ly vô thường ở cho không nhà sâu tô các thuyền định đường năm món thần thông và thấy gì bồ tát chấp tay chỗ thuyền định dùng nghìn muôn bài kể khen ngợi các pháp vương thầy thấy có bồ tát trí cao chỉ bền chẳng ai hỏi các Phật nghe rồi đều thu trì lại thấy an Phật tứ định tuệ trọn đầy đủ dùng vô lượng tí vô vì chúng mà gian pháp. Vui vừa nói ca pháp dạy báo ca bồ tát phá dẹp chúng minh ma mà đánh rền trong pháp cùng thấy vì bồ tát văn bạc yên lặng ngồi trời rồng đều cung kính chẳng lấy đó làm mừng và thấy có bồ tát ở rừng phóng hào quang cứ gò chốn địa ngục khiến đều vào phân đạo lại thấy hàng phật tử chưa từng có ngủ nghỉ kinh hành ở trong rừng siêng năng cầu phần đạo cũng thấy đủ giới đức uy nghi không thiếu sót lòng sạch như bửu châu đề cầu chứng văn đạo và thấy hàng phật tử trù vào sức nhẫn nhục bị kẻ tăng thương mạng mắng
rùa cùng đảnh đầm thái đều hay nhân đưa để cầu chứng phần đào lại thấy có Bồ Tát xa rời chữ chơi cười và quyến thuộc ngũ si ưu gần gũi người trí chuyển tâm trở loan đồng nhiệm niệm ở núi rừng trai ân nghìn muôn năm để cầu được phần đào lại thấy vị Bồ Tát đồ ăn uống ngọt ngon cùng trăm món phong thân đem cúng Phật và tăng áo tôn đồ thường phục giá đang đến nghìn muôn hoặc là vô giá y đem cúng Phật và tăng dùng nghìn muôn ức thứ nhà báo bằng chiên đàn các giường nằm tốt đẹp để cúng Phật cùng tăng rừng vườn ra thăm tình bông trái đèo chân xe xuôi chạy cùng ao tâm cung cho Phật và tăng cung thi như thế đó các đồ cung tốt đẹp vui vẻ không hề nhàm để cầu đạo vô tương lai có vị Bồ Tát và nói qua kinh nhiều dùng các lời dạy dỗ dạy vô số chúng sanh hoàn thay vì Bồ Tát Quán Xa Ca Pháp Tịnh đều không có hai tướng cũng như quán hư không lại thấy hàng phần tử tâm công chỗ mê đắm dùng món diệu tuệ này mà cầu đạo vô thường. Ngài Văn Thù Sư lời lại có vị Bồ Tát sau khi phần diệu độ cũng dàng xa lời phần lại thấy hàng phật tử xây dựng các tham miếu nhiều vô số hằng xa nghiêm sức cấp tội nương bưu tham rắn cao đẹp đèo năm nghìn do tuần bề ngang rồng xứng nhau đèo tuần trong mỗi môi tham miếu đều có nghìn tràng phan màn châu sen ta xuống chiến linh báo hòa treo cán vì trời rồng thân người cùng với vị nhân hương hoa cùng ký nhà thường đem đến cung gian ngài Văn Thù Sư lại các hàng phật tử kia vì cúng dàn xá lời nên chàng chứng tham miếu cõi quân giới tự nhiên thù đặc rất tốn đẹp như cây thiên thụ vương hoa kia đang khoe nở phần phóng mộ luồng sáng ta cũng cả chúng hồi thấy nơi cõi nước này ca xưa rất tốn đẹp thần lực của chư phần trí tuệ đều hy hữu phóng một luồng tỉnh quang soi thấm vô lượng cõi chúng ta thấy việc này được điều chưa từng có xin Phật Tứ Văn Thù giải quyết lòng chúng nghi bốn chúng đều mong ngóng nhìn ngài và nhìn ta đứng thế tôn cử chi phóng ánh quang minh này Phật Tứ phải tài đáng quyết nghi cho chúng mừng có những lời ích gì đừng Phật phóng quang này khi Phật ngồi đạo tràng chừng được hóa tâm diệu về muôn loài văn đó hay là sẽ thọ ký hiến bài ca cõi phận ca bao sầm trang nghiêm cùng thầy ca đức phần đây không phải ca nhỏ ngài Văn Thù nên biết bồn chúng và long thân nhìn xem ngài đó mong sẽ nói những gì lúc bấy giờ ngài Văn Thù Sư lại nói với ngài Di Lăng Đại Bồ Tát cũng cán vị đại sư các thiện nam tử như chỗ ta chắc nghĩ thời nay đức bằng thế tôn muốn nói phạm lớn
mưa pháp vũ lớn thôi pháp loa lớn đánh pháp cổ lớn và diễn pháp nghĩa lớn các thiền nam tử ta cần ở nơi ca đinh phân đời quá khứ thấy điềm lành này phân kia phóng hào quang đó rồi liền ngôi pháp lớn cho nên chẳng ai biết rằng hôm nay được Phật hiện hào quang cũng lại như vậy Phật vì muốn cho chúng sanh đều được nghe biết pháp màu mà tăng cả trong đời khó tin theo cho nên hiện điềm lành này cả thiền nam tử như vô lượng vô biên tăng kỳ kiếm về trước bây giờ có đức Phật hiểu nhận nguyện rằng mình như lai ân cung chân biến tri mình hạnh túng thiền về thế gian giải vô thường trì điều ngờ trường phu thiên nhân sư phần thế con nhiên nói chân pháp ban đầu giữa rốt sau ba chẳng đều lành nghĩa lý rất sâu xa lời lẽ kéo màu thuần một không tạm đầy đủ cả tướng phàm mạnh thanh bạch phần vì người cầu đạo thánh văn nói pháp tư để thoát khỏi sanh già bệnh chết cứu cánh niên bàn vì hàng cầu quá duyên giác nói pháp mười hai nhân duyên vì hàng bồ tát nói sau pháp ba la mật làm cho chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh gia thanh bậc nhờ thuyết chung trí kể lại có đấng phật cũng hiểu nhận nguyện đăng minh lại có đấng phật cũng hiểu nhận nguyện đăng minh như thế đến hai muôn đức phật đều đồng một tâm hiểu nhờ nguyện đăng minh lại cùng đồng mô họ họ phá la đòa di lạc nên biết được phần chứ được phần sáu đều đồng mô tên hiểu nhật nguyện đăng minh đầy đủ mười hiểu những pháp được nói ra đầu giữa sau đều lành đừng vào rõ sau cả luôn chưa xuân gia tòa tam vị vương tử người thứ nhất tên hữu ý thứ hai tên thiện ý thứ ba tên vô lượng ý thứ tư tên bửu ý thứ năm tên tăng ý thứ sáu tên trừ nghi ý thứ bảy tên hưởng ý thứ tám tên phạm ý tam vị vương tử đó có uy đức từ nay đều lãnh trì bốn châu thiên hạ nghe vua cha sơn gia chứng đạo vô thượng chính đàn chính giác đều bỏ ngôi vua cũng xuất gia theo pháp tâm đại thừa thường tu hành thanh tịnh đều làm bằng phàm sự thoa trước đã từng ở chỗ nghìn muôn đức phật quân trồng cá cội lằn đứng phần nhận nguyện đăng minh lung đọa nói kinh đại thừa tên vô lượng nghĩa sư gia bồ tát pháp hoa phần sơ hồ niệm nói kinh đó rồi phận liền ở trong đại chúng ngồi sẽ ban nhâm vào cành chánh định vô lượng nghĩa sư thân và tâm chánh đông khi ấy trời mưa hoa mạng đà la hoa ma mạng đà la hoa mạng thù xa cùng hoa ma mạng thù xa để dài trên đức phật và hàng đại chúng khắp mà coi nước phật sao điêu vang đồng lùng đó trong hội hàng tỳ kheo ni cần sư nam cần sư nữ trời rồng già xóa càng tháng bà tu la ca lâu la khấn la ma hầu la
chúng đó đường đều chưa từng có, mừng rỡ chắp tay mong lòng nhìn Phật. Bây giờ đừng nhớ lại từ tướng lông trăng trăng, giữa chân mày phóng ra luồng ánh sáng soi khắp cùng cả một muôn tám nghìn cõi nước. Ở phương đông như nơi đường thấy ở cõi Phật đây Di Lặc, nên biến khi đó trong hồi có 20 ức Bồ Tát. Thưa muôn nghe pháp ca về Bồ Tát ấy, thấy ánh sáng chiều cấm ca cõi Phật, đường đều chưa từng có, đều muốn biết vì duyên cớ gì mà phong ánh sáng nay kỳ ấy. Có vị Bồ Tát hiệu Diệu Quang có 800 người đệ tử. Bây giờ Đức Phật nhận nguyện đấng minh từ trong chính định mà dạy, vì Diệu Quang Bồ Tát nói kinh Đại Thừa Tên Diệu Phạm Liên Hoa Gia Bồ Tát Phạm Phân Sơ Hồ Niệm, trải qua 60 tiểu kim chẳng rời chỗ ngồi. Lúc ấy trong hội người nghe pháp cũng ngồi một chỗ, đến 60 tiểu kiếm thân tăng đều không lay động, như nghe Đức Phật nói pháp cho là như trong khoáng bữa ăn. Bấy giờ trong chúng không có một người nào hoặc là thân hoặc là tâm mà sanh lười mòn. Đừng vàng nhà nguyện đấng minh trong 60 tiểu kim nói kinh đó rồi, liền ở trong chúng ma phàm sa môn bà la môn và trời người a tu la mà tuyên rằng, hôm nay vào nửa đêm Như Lai sẽ nhầm vô dư niết bàn. Khi đó có vị Bồ Tát tên Đấng Tạng Đức Phật nhờ nguyện đăng minh liền tỏ ký cho bảo các tỳ kheo rằng, ông Đức Tạng Bồ Tát nay kể đây sẽ thành phần hiệu là tinh thần Như Lai ứng cung chính đàn chánh danh. Đừng vào thọ ký xong vào nửa đêm bên nhằm vô dư niết bàn. Sau khi Đức Quan Diệu Độ Diệu Quang Bồ Tát trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa trại 80 tiểu kiếm, vì người mà diễn nói 8 người con của Phật nhận nguyện đăng minh đều học với Ngài Diệu Quang. Ngài Diệu Quang dạy bảo cho đều vững bền ở nơi đạo vô thường. Chánh đàng chánh gia ca vị vương từ đó cũng dạng vô lượng trăm nghìn muôn ương đơ phân đều thành đồng đạo, vì thành phân rõ sao hết hiểu là nhiên. Đang trong hàng 800 người đệ tử có một người tên Cầu Danh, người này tham ưa danh lời. Dẫu cùng đồng tùng ca kinh mà chẳng thuộc rằng phần nhiều quên mang nên gọi là Cầu Danh. Người này cũng do có trọng các nhân viên căn lành nên được gặp vô lượng trăm nghìn muôn ước đứng phần mà cũng vàng cung kính tôn trọng khen ngợi. Vì là nên biết lúc đó Diệu Quang Bồ Tát đâu phải người nào lạ, chính là ta đây. Còn Cầu Danh Bồ Tát là Ngài đây, nay thấy điềm lành này cùng với xưa không khác, cho nên ta sẽ nghĩ hôm nay Đức Phật Như Lai sẽ nói kinh Đại Thừa Tên Diệu Pháp Liên Hoa. Giao Bồ Tát Phá Phong Sơ Hồ Niệm, bây giờ Ngài Văn Thủ Sư Lại Bồ Tát ở trong đời chúng muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói
có phần nhân chúng con. Nhiều nhờ nguyện đăng minh đờ thế tôn nói pháp độ vô lượng chúng sinh vô số ca Bồ Tát kiến vào trí tuệ Phật. Khi Phật chưa xuất gia có sanh tám vương tử thấy đại tăng xuất gia cũng theo tô phạm hằng Phật nói kinh đại thừa tên là vô lượng nghĩa ở trong hàng đại chúng mà vì rộng to bài Phật nói kinh ấy rồi liền ở trong pháp tòa xem bằng nhầm chính định. Tên vô lượng nghĩa thứ trời rơi hoa mang đà trong trời tự nhiên vang các trời rồng quý thần cúng dường đấng nhân tôn tất cả ca cõi phần từng thời vang đồng lớn vào phóng sang giữa mài hiền các việt thi hương. Anh sang chiêu vương đông muôn tám nghìn coi phân bài sanh tự nghiệp bao của tất cả chúng sanh lại thầy ca coi phân cùng cả bao trang nghiêm màu lưu ly phá lê đây bởi Phật quang soi lại thấy những trời người rồng thần chúng già con. Càng thà khẩn na la đều cung dâng phận mình lại thấy cá như lai tự nhiên thành phận đạo màu thân như núi vàng đoan nghiêm rất đẹp màu như trong lưu ly sanh hiện ra tượng chân kim thế tôn trong đại chúng dạy nói nghĩa tâm diệu. Mỗi mỗi ca coi và chúng thanh văn vô số nhân và quán soi sáng đều thầy đại chúng kia hoàng qua các tỳ kheo ở tại trong núi rừng tinh tấn giữ tình giới dường như gìn châu sáng lại thấy các bồ tát Bồ Thí nhân nhường thải số đông như hàng xa đây bởi sáng phần soi lại thấy hàng Bồ Tát sâu vào các thuyền định thân tâm lặng chẳng động để cầu đạo vô tương lại thấy các Bồ Tát. Do tương pháp tinh diệu đều ở tại nước mình nói pháp cầu Phật đạo bây giờ bốn bộ chúng thấy phân nhờ nguyện đang hiện sức thần thông lớn tâm kia đều vui mừng mỗi người tự hỏi nhau. Việc này nhân duyên gì đấng của trời người ta vừa từ chính định dạy khen nhiều quán Bồ Tát ông là mắng của đời mọi người đều tin về hay vương giữ tăng pháp như pháp của ta nói chỉ ông chân biết được đứng phần đã gợi khen. Cho diệu quang vui mừng liền nói kinh pháp hoa trài sáu mươi tiêu kiếp chẳng rời chỗ ngồi ấy ngài diệu quang pháp sư trọn đều hay thủ trì pháp thượng diệu của Phật. Phật nói kinh pháp hoa cho chúng vui mừng rồi liền chính trong ngày đó bao hàng chúng trời người ca pháp nghĩa thần tướng đã vì khán ông nói nay ta giữa đêm này sẽ vào cõi niết bàn phải môn lòng tinh tấn rời khán sự buông lung. Ca quần rắn có gầm ứng kiếm đưa một lần ca con của phần thầy nghe phần sắp nhầm dìa phải đều lòng buồn khổ phần sao gấp dìa vậy đấng thánh chúa phạm vương an ủi vô lượng chung. Nếu lòng ta diễn đồ các ông chớ lo sợ Đức Tăng Bồ Tát đây tâm đã được thông thấu nơi vô lậu thì tương kế đây sẽ thành phận tên hiệu là tinh thân cũng độ vô lượng chúng đến đó phần diện đồn.
như củi hên lửa tán chia phân cà xá lại mà thấy vô lượng pháp tỳ kheo ni số đông như hàng xa lại càng thêm tinh tấn để cầu đạo vô thượng diệu quang pháp từ ấy vân giữ Phật pháp tàng. Trong tám mươi tiểu kiếp rộng nói kinh pháp hoa tám vị vương tử đó đường nhiều quán dày ba vững bền đạo vô thương sẽ thay vô số phận cúng dàn các phận xong thuận theo tu đại đồng. Nói nhau đặng thành và chuyện cứ thua ký nhau đặng phần rộng sao cả hiểu là phần nhiên đăng đạo sư của thiên tiên đồ thoát vô lượng chúng nhiều quan pháp sư đó có một người đệ tử. Thâm thường cứ biên trễ tam ngư nơi danh lợi cầu danh lợi không nhằm thường nhân nhà sang giàu rời bỏ việc tung hợp bỏ quên không thông thuộc bởi vì nhân duyên ấy nên gọi là cầu danh cũng tu cá nghiệm lành. Được thay vô số vợ cung vàng cá đứng phân thuần theo tu đại đạo đủ sáu ba la mật nay gầm đấng Thích Ca sau đây sẽ thành phần hiểu rằng Phật Di Lặc. Trong đồ hàng chúng sanh số đông đến vô lượng sáu phân kia duyên đồ lười biếng đó là ngài còn nhiều quan pháp xưa nay thời chính là ta ta thấy phận đăng minh điềm sang trước như thế. Cho nên biết rằng nay Phật muốn nói pháp hoa tướng này như điểm xưa là phương tiện của Phật nay Phật phóng sanh sang giống bài nghĩa tiệt tướng các người nay nên biết chấp tay môn lòng chân. Phật sẽ rơi nửa quán đầy đủ người cầu đạo ca người cầu ba thừa nếu có cho nghi hối Phật sẽ giúp trừ cho kiến hết không còn thường.